Vi mến chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 4 tháng 8 năm 2022 và theo âm lịch hôm nay là ngày 7 tháng 7 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Kỷ Sửu tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Cao Trần. Về ngũ hành niên mệnh tích lịch hỏa, ngày Kỷ Sửu tức can chi tương đồng thuộc thổ và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm tích lịch hỏa kỷ tuổi quý mùi ất mùi, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi quý dậu ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Sửu lục hợp với tý, tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục, xung với mùi hình tuất hải ngọ phá thìn và tuyệt mùi. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi đinh mùi ất mùi, tuổi xung trong tháng tuổi canh dần giáp dần. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Mậu Thương tốt về cầu tài lộc khai trương mở kho, sao Minh Đường hoàng đạo tốt mọi việc, sao Nhân Chuyên đại cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thủ Tử xấu mọi việc trừ săn bắt, sao Ngũ Quỷ kỵ về xuất hành, sao Sát Chủ xấu mọi việc. Và đặc biệt ngày 4 tháng 8 năm 2022 tức là ngày 7 tháng 7 năm Nhâm Dần, ngày này là ngày Sát Chủ, theo quan niệm dân gian ngày này thuộc Bách Kỷ, trăm sự đều kỷ, vì vậy không nên làm bất cứ việc gì đối với tất cả các tuổi trong ngày. Trong ngày này cũng là ngày tam nương sát, sáu kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông bắc, tài thần hướng chính nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 4 tháng 8 năm 2023. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 4 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có sự nâng đỡ của cục diện ngũ hành tam hội trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tý hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó, thậm chí trong ngày hôm nay bạn còn có thể sẽ tìm ra được hướng đi mới cho những công việc quen thuộc, giúp cho bạn cải thiện được hiệu suất và chất lượng công việc của mình nữa. Với bạn tuổi Tý, bạn hiểu rằng thử thách xuất hiện cũng chính là thời điểm để cho mình phát huy được thế mạnh của bản thân, khẳng định được năng lực của bản thân mình. Vì vậy, dù lãnh đạo có giao cho những công việc quan trọng thì với bạn cũng không có ý định trốn tránh hay là từ chối. Điều này sẽ giúp gia tăng tài lộc cho chính mình. Với những người làm kinh doanh, buôn bán cũng có được một ngày buôn may, bán đắt, cũng có được cơ hội tiền bạc rủng rỉnh trong tay, còn có được vận may, trúng số, trúng thưởng. Điều này cũng sẽ giúp cho bạn tâm trạng cảm thấy hân hoan, vui vẻ suốt cả ngày nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Điều này nhắc nhở bạn tuổi Tý, gia đình của bạn đang tồn tại những mâu thuẫn, khúc mắc, hai bên cần phải thẳng thắn trò chuyện, trao đổi với nhau, không nên giữ mọi chuyện ở trong lòng hoặc là tâm sự những chuyện không hay ra ngoài nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này,
Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, công việc được thuận lợi, đạt được mục tiêu đã đề ra. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy là người thông minh, tinh tế, có khả năng gắn kết mọi người. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, có được tài lộc bất ngờ, có cơ hội trúng số, trúng thưởng, hãy sáng suốt để nắm bắt. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, kinh doanh buôn bán được thuận lợi, tài chính rủng rỉnh. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, vợ chồng có sự mâu thuẫn nên nói rõ mọi chuyện với nhau sẽ tốt hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 28, số 96, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu trắng. Quý nhân phù trợ: tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày mùng 4 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn dễ phát tài trong ngày hôm nay, nhất là đối với những ai đang làm nghề tự do và phải cố gắng trong suốt một thời gian dài. Bạn sẽ được hưởng thành quả lao động xứng đáng với những gì mà mình đã bỏ ra. Với bạn tuổi Sửu, có bản tính hài hước và rộng rãi chính là nguyên nhân khiến cho bạn được nhiều người yêu mến. Bạn sẽ gây được ấn tượng tốt đẹp ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên. Và ngày hôm nay cũng là ngày thích hợp để cho bạn mở rộng các mối quan hệ xã hội của mình nữa. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Điều này cho thấy với bạn cần phải dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện với nửa kia của mình. Đừng có quá bận rộn với công việc mà lơ đi cảm xúc và suy nghĩ của người ấy, cũng như là không quan tâm tới các công việc ở nhà nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, nhận được một khoản tiền kha khá, xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy nên yên tâm tận hưởng thành quả của chính mình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, thích hợp mở rộng các mối quan hệ xã giao. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, đừng có dành nhiều thời gian quá cho sự nghiệp của mình mà lơ đễnh trong việc gia đình. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, dành thời gian để trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 16, số 72, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám. Quý nhân phù trợ: tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ năm ngày mùng 4 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn gặp được nhiều điều kiện thuận lợi nếu như bạn đang tham gia thi cử hoặc là tuyển dụng xin việc trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Dần, bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với những người khác và đạt được cái đích mà mình đã đặt ra nữa rồi. Và ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần, những người đi làm sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và đồng nghiệp. Nếu như muốn tiến xa hơn nữa trong tương lai thì bạn cũng cần phải đặt ra cho mình những mục tiêu khó chinh phục hơn và không nên vội hài lòng với thực tại. Và xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch, ngày này là ngày sát chủ. Theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, trăm sự đều kỵ. Vì vậy với bạn tuổi Dần không nên thực hiện những công việc trọng đại trong ngày hôm nay. Và ngày này cũng là ngày tam nương sát, sáu kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà. Và xem tử vi cũng cho thấy theo hải thượng là ông, hôm nay là ngày mùng 7 âm lịch, nhân thần ở phía trong khớp cổ chân, khí xung và xương bánh chè. Vì vậy với bạn tuổi Dần nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy gặp nhiều điều kiện thuận lợi nếu như tham gia thi cử, ứng cử và tuyển dụng. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa đạt được cái đích mà mình đã đặt ra. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ không nên vội hài lòng với thực tại. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc hãy đặt ra những cái đích có tham vọng hơn cho mình. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim,
nên có kế hoạch thực hiện các công việc sao cho phù hợp. Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 53, số 66, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ năm ngày mùng 4 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, hứa hẹn sẽ có những điều mới mẻ nào đó có thể sẽ thu hút bạn, khiến cho bạn không thể tránh khỏi sự quan tâm nhất định. Tuy nhiên, với bạn tuổi Mão, bạn cần phải cưỡng lại nó và chớ có vội vàng đưa ra những lựa chọn hấp tấp, bởi vì còn nhiều vấn đề rắc rối tiềm ẩn mà bản thân bạn chưa thực sự kiểm soát được. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão, một chút thận trọng là cần thiết vào lúc này để tránh bạn xa rời thực tế. Với bạn, cứ nói nhiều điều không liên quan tới hiện tại cũng có thể làm cho người khác tức giận, khó chịu nữa. Và nếu như bạn tuổi Mão, bạn cảm thấy cần thì hãy viết ý tưởng của mình ra giấy rồi giữ riêng cho mình nữa nhé. Xem tử vi cũng cho thấy với những khao khát là sự cân bằng cho đời sống. Tuy nhiên, dường như với bạn tuổi Mão trong ngày này lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Điều này làm cho bạn chưa có bất cứ động thái nào thể hiện sự tích cực vươn tới mục tiêu. Đây cũng là ngày mà bạn sẽ phải đối diện với một nhân vật khó ưa nào đó và có một chút bế tắc trong việc tìm kiếm cách giải quyết những mâu thuẫn giữa hai người. Vài câu quý cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này: tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, đôi khi bạn thấy mất đi phương hướng về cuộc sống. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, phụ thuộc vào người khác khiến cho bạn rất dễ bị động. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, có những lời đề xuất tự bạn phải cân nhắc trước đi cái đã. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, bạn cần phải tránh làm cho người khác hoang mang, thất vọng. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, tính toán của bạn có thể sẽ mắc phải sai lầm, nhưng bạn cần phải rút ra bài học cho mình. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 54, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Thìn thứ năm ngày mùng 4 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Điều này làm cho vận trình của bạn không được như ý muốn. Với bạn tuổi Thìn, bạn cần phải cảnh giác trước nguy cơ bị kẻ xấu hãm hại và đừng có lơ là trong công việc, sự nghiệp của mình. Hãy luôn cẩn trọng trong từng đường đi nước bước, không hành xử theo cảm tính nhất thời nhé bạn tuổi Thìn nhé. Và ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn, đặc biệt là bạn trở nên để cho những lời nói trong cơn nóng giận của mình trở thành cái cớ cho những kẻ tiểu nhân lợi dụng để bản thân mình vướng vào những rắc rối khó giải quyết hơn. Ngày này bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Điều này cho thấy các chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân lại đang có xu hướng khép mình lại và ngại giao tiếp với mọi người. Với bạn tuổi Thìn, bạn chưa bước ra khỏi cái bóng của cuộc tình cũ cho nên vẫn luôn giữ những suy nghĩ tiêu cực về tình yêu, sợ mình sẽ lại bị tổn thương một lần nữa. Vài câu quý cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này: tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, dễ gặp phải trục trặc trong công việc. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay gây chuyện thị phi. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, trở nên nóng nảy, nói năng thiếu suy nghĩ. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, hãy tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, không muốn mở rộng mối quan hệ với mọi người. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 23, số 58, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Tỵ thứ năm ngày mùng 4 tháng 8 năm 2022.
Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kíp tài gây rối. Điều này sẽ làm cho bạn dễ gặp phải những rắc rối trong công việc ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi Tỵ có thể sẽ phải chịu sự ganh ghét hoặc là nghi ngờ của những người đồng nghiệp. Tuy nhiên, với bạn không nên quá nóng giận và cần phải cư xử một cách bình tĩnh, khéo léo nữa. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ, bạn hãy chứng minh cho mọi người thấy sự trong sạch của bản thân mình bằng thái độ thẳng thắn và sự chăm chỉ trong công việc. Những điều mà bạn đã và đang làm sẽ được thực tế chứng minh và ai đã nghi ngờ bạn sẽ phải hối hận về điều đó. Ngày này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm của bạn có được sự hài hòa với nửa kia của mình. Đôi bên luôn thấu hiểu và bao dung cho nhau, và khi gặp phải những bế tắc, với bạn có thể chia sẻ với người ấy để cho đôi bên có thể chung sức vượt qua những giai đoạn khó khăn, sóng gió. Về câu quyết của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ hãy có cách giải quyết khúc mắc sao cho khéo léo. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc hãy dùng hành động thực tế để chứng minh giá trị của bản thân mình. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim hãy tìm cách biến những thách thức thành cơ hội cho bản thân. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, mối quan hệ vợ chồng có được sự hòa hợp và thấu hiểu lẫn nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 26, số 84, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ngọ thứ năm ngày mùng 4 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động của cục diện ngũ hành Sửu Ngọ tương hại. Điều này làm cho bạn tuổi Ngọ vốn tài giỏi và nhanh trí nhưng lại không thể giữ được sự điềm tĩnh của mình. Thậm chí sự nóng nảy khiến cho bạn sẵn sàng gay gổ với những người đang có ý kiến trái chiều, bất đồng với mình. Và đây cũng là lý do khiến cho bạn dễ dàng mất đi sự kiên nhẫn nếu như phải giải quyết những công việc khó khăn cần sự tỉ mỉ cao. Với bạn tuổi Ngọ, bạn cần phải chấn chỉnh lại tinh thần của mình, không nên bỏ dở công việc giữa chừng nếu như muốn gặt hái được thành công. Và may mắn là trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ, bạn lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Với bạn, luôn dành sự quan tâm và tôn trọng tới những thành viên lớn tuổi trong gia đình của mình, cho nên bạn cũng được mọi người yêu mến và giúp đỡ. Trong ngày hôm nay, bạn tuổi Ngọ có thể nhờ tới những người giàu kinh nghiệm để định hướng cho tương lai giúp cho mình nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim dễ mất đi sự bình tĩnh, gay gổ với người khác. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy làm việc trong bầu không khí căng thẳng. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa mất bình tĩnh khi giải quyết những công việc khó khăn. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ dễ bỏ dở công việc giữa chừng. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc tôn trọng người lớn tuổi trong gia đình của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 18, số 78, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ năm ngày mùng 4 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang phạm cục diện ngũ hành tương hình. Điều này sẽ làm cho bạn tuổi Mùi trở nên quá mức tự tin, vì như vậy sẽ dễ rơi vào trạng thái chủ quan lơ là, không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Mùi trong ngày hôm nay là lắng nghe lời khuyên của những người khác sẽ giúp cho bạn tránh khỏi nhiều rắc rối xảy ra với mình nữa nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Mùi, trong khi giao tiếp, với bạn cũng cần phải đặc biệt chú ý tới cách ăn nói, diễn đạt của mình, tránh làm mất lòng người đối diện, nhất là những ai đang có thiện chí với mình.
Và dù có ở vị trí cao đi chăng nữa, thì với bạn tuổi Mùi, một khi muốn góp ý cho người khác, bạn cũng nên dùng những từ ngữ nhẹ nhàng, uyển chuyển, dễ tiếp thu hơn. Xem tử vi cũng cho thấy trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là chớ nên cố chấp với những suy nghĩ của chính mình, bởi chưa chắc hướng suy nghĩ hiện tại của bạn đã là chính xác. Đôi khi thay đổi góc độ đánh giá vấn đề sẽ giúp cho bạn tìm ra được hướng giải quyết cho công việc một cách đơn giản hơn rất nhiều nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim quá mức tự tin cho rằng mình có thể làm được mọi việc. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy không muốn lắng nghe ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa chú ý cách nói năng tránh làm mất lòng người đối diện. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ không nên cố chấp với quan điểm của riêng mình. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc có cái nhìn linh hoạt hơn khi giải quyết công việc. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 78, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Hợi, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ năm ngày 4 tháng 8 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có Sửu Thổ sinh cho thân Kim. Điều này sẽ giúp cho bạn rất vượng vận về đào hoa. Trong tập thế, bản mệnh dễ dàng gây được ấn tượng với những người khác giới nhờ cách nói chuyện có duyên của mình. Với những ai đang còn độc thân, có thể sẽ nhận được nhiều lời làm khuyên từ những người khác giới. Tuy nhiên, trong ngày này, đối với những người đã lập gia đình rồi thì lại nên chủ động giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Đừng có để cho thói ham vui nhất thời khiến cho những người thân yêu nhất của mình phải chịu những tổn thương, còn chính bản thân bạn lại mang tai tiếng ảnh hưởng tới tương lai, sự nghiệp của mình về sau này. Và ngày này, xem tử vi cũng cho thấy, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa đục đẽo, bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Trong ngày này, đối với bản thân, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì nên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng chính nam để hạn chế đi những rủi ro và tăng thêm sự may mắn cho công việc của mình. Về câu quyết cho bản thân trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, nhân duyên nở rộ, có nhiều người yêu mến. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, dễ gây được ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, quan tâm tới các thành viên của mình trong gia đình. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, công việc tiến triển thuận lợi, không gặp phải nhiều rắc rối. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 24, số 87, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Dậu thứ năm ngày 4 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày dễ dàng khẳng định được khả năng và nhận được sự thán phục của mọi người xung quanh nhờ vốn hiểu biết và kiến thức phong phú của mình. Trong ngày này với bạn tuổi Dậu, bạn đang gặp được cục diện có ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu trợ mệnh. Điều này sẽ hỗ trợ thúc đẩy để cho bạn tìm được cơ hội để khẳng định được vị thế của bản thân mình trong môi trường tập thể, môi trường công việc nữa nhé. Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tuổi Dậu, bạn cũng không nên quá hiếu thắng trong mọi vấn đề. Và trước khi bắt tay vào giải quyết một công việc gì đó thì bạn nên tính toán trước sau cho kỹ càng, cũng như là đánh giá đúng với khả năng, năng lực của bản thân và tình hình thực tế trước mắt cái đã. Lại thêm trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, điều này sẽ giúp cho cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay phát triển rất tốt đẹp và có được sự ổn định.
Trải qua trò chuyện, trao đổi thường xuyên, bạn và người ấy càng ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Và nếu như còn chưa kết hôn, hai bạn cũng có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, nhận được sự khâm phục và tin tưởng của mọi người. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, có tầm nhìn xa trông rộng, dẫn dắt mọi người đi đến thành công. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, không nên mù quáng, vội vàng đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, mối quan hệ giữa vợ chồng được tốt đẹp. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định cho mình. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 37, số 96, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất thứ năm ngày mùng 4 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Điều này làm cho bạn tuổi Tuất phải nhận lấy nhiều phản ứng trái chiều tiêu cực của mọi người vì cách diễn đạt của bạn không khéo léo, dễ gây mất lòng người khác. Và dù với bạn tuổi Tuất, bạn là người có quyền chức như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể thích gì là nối nấy như vậy. Điều này sẽ gây ra tổn thương cho người nghe. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất á, đối với những người làm công ăn lương, nếu như gặp phải những trở ngại và nhận thấy vấn đề vượt quá với khả năng giải quyết của mình, bạn cũng đừng có ngần ngại xin sự giúp đỡ từ bạn bè, đồng nghiệp hoặc là những người có kinh nghiệm xung quanh mình. Chia giấu những điều mà mình chưa biết rõ sẽ chỉ khiến cho bạn ngày càng thụt lùi đi mà thôi. Ngày này xem tử vi cũng chỉ ra rằng trong vận trình của bạn đang gặp ngày có thổ khí vượng, điều này lại khiến cho cơ thể của bạn đang gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, có thể cảm thấy mệt mỏi, thiếu đi sức sống, thiếu đi sự hăng hái cho công việc. Điều này cũng sẽ làm cho tài vận của bạn suy yếu, chưa có đủ được sự tỉnh táo để đầu tư sinh lời. Và nếu như cứ mù quáng đầu tư, chắc chắn bạn sẽ bị tiền bạc tổn hao, đội nón ra đi nữa nhá. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, quá mức thẳng thắn dễ tổn thương người khác. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, chú ý ăn uống, quan tâm tới sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh mà có được những thành tựu đáng kể. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, cần phải tỉnh táo trong việc đầu tư kinh doanh. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày tháng năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 22, số 54, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Hợi thứ năm ngày mùng 4 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh và đây là dấu hiệu cực kỳ là may mắn cho những bạn tuổi Hợi nếu như vẫn luôn phấn đấu vì tương lai sự nghiệp của mình. Với bạn tuổi Hợi, bạn có thể sẽ được cấp trên đánh giá cao, coi trọng vì tinh thần trách nhiệm cao và sự nghiêm túc của mình trong công việc. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi, nhờ những cố gắng từ trước đến nay của bạn mà bạn có thể sẽ được cất nhắc lên một vị trí, một chức vụ xứng đáng với năng lực của bản thân mình. Và bạn cũng hãy coi đây như là động lực để tiếp tục phấn đấu, cố gắng hơn nữa cho tương lai, để cho những kẻ luôn có ý định muốn hạ bệ bạn phải tâm phục khẩu phục. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, điều này làm cho cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia lại không được yên bình cho lắm. Bạn cần phải lắng nghe đối phương giải thích trước khi đưa ra bất kỳ lời phán xét nào. Có thể tất cả những gì mà bạn nghĩ chỉ là đứng một khía cạnh, đúng một phần mà thôi. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, tìm được cơ hội khẳng định bản thân mình.
Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc hãy đặt ra những mục tiêu cao xa hơn cho bản thân mình. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim hãy khiến cho những kẻ tiểu nhân phải tâm phục khẩu phục. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy hãy trò chuyện thẳng thắn với nửa kia của mình. Về đánh giá của bạn thì hỏi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 63, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.